học con chứ không có đặng học ủa. Dạ mà con đông lắm hả? Ừ. Con nó tứ xứ. Tứ xứ hết rồi. Ừ. Rồi. Bà cũng nghèo khổ rồi, bảy sáu bảy đứa con rồi. Rồi đi có nó có chồng của vợ có mấy mà mấy cây cột nhà lại. Dạ. À rồi mang ơn. Dạ, mấy cậu mấy bác. À mấy là bà bà ước có mấy cây cột nhà lợ mà cây cột nhà sao bà ước nó bị cái gì mà bà ước cũng như là mày mọt lâu lắm rồi nó mọt mấy chút. Dạ, dạ kính chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn đã đến kênh TV Trang Đình Vui thì hôm nay cũng lợi thấy bà cụ cũng chào bà. Bà hôm nay được nhiêu tuổi rồi bà? 79. 79 tuổi hả? Rồi bà ăn cơm với gì vậy? Con nó canh. Dạ, bà nấu canh hả? Ủa cái lưng bà bị là bị còng hả bà? Hả? Hả lưng bị còng, bị còm hả? Bị còm lâu chưa bà? Hồi năm 17. Hồi năm 17 tuổi. Không có, hồi năm bà còn hồi năm 17 á. Năm 17 tuổi. Không có. Giờ sao? 17 năm hả? Còm đây là sao? Để coi là còn năm 17 tới giờ rồi. Rồi sao? Nói còn không hiểu nữa. Là bà cầm bà năm bao nhiêu tuổi? Năm cũng không có nay cách nay bụt có năm nay năm 21 hả 22 hả? 22. Ờ bà cầm năm 2017 đúng không? Phải không? Ừ. Vậy là năm nay là cũng 17 năm. Là sao? Bà nói cho. Dạ. 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 Năm nay là 4 năm. Dạ. Rồi nay 22. Dạ. Ừ. Dạ. Ừ. Vậy đó. Chứ vậy là bà cộng hôm nay là có 4 năm rồi đúng không? Ừ. Phải không? 4 năm. Rồi bán cơm gì hả? Có cá này kia luôn ha. Ừ, có cá. Rồi. Rồi bà vô ăn đi bà. Ừ. Rồi, dạ. Cơm rồi con cái vào đâu hết và ở đây của mình. Thì giờ nó cũng có chồng có vợ. Có chồng có vợ hả? Ừ. Rồi ông mất lâu chưa? Năm nay nữa 14 năm. 14 năm. Bà, ông ngồi bên bàn hả? Rồi bà được mấy người con? Thiếu gì con. Mà tổng cộng được mấy người con? Đặng học con chứ không có đặng học ủa. Dạ mà con đông lắm hả? Ừ. Con nó tứ xứ. Tứ xứ hết rồi. Ừ. Rồi. Bà cũng nghèo khổ rồi bảy sáu bảy đứa con rồi đi có nó có chồng có vợ với mặn xứ xa. Dạ. Bà ở đây có mình nè. Rồi Tết này kia con có gì thăm không? Có gì cho thì nói ngay nó cũng mặn có chút đỉnh tiền nó cho đứa ai chồng không. Rồi. Ý là con cũng không có khá phải không? Ừ, cũng có khá. Phải không? Không phải có cụ á. Dạ. Đất đất này ở là nhà ở dưới này nè. Dạ. À, không có đồng bằng. Lời sao bà? Nhà này dưới sao? Dưới mình cái cũng như cái học lại. Là ở đây cái nhà của bà luôn hả? Ừ, hay là cái nhà. Chợ dạ. Mấy năm rồi. Mấy năm rồi bà lặng đó. Rồi bà ăn cơm đi bà. Bà có cháu gì lỡ ngủ với bà không hay là bà ở mình không, luôn? Không luôn, ở mình luôn. Ngủ mình rồi. Ngủ quen hả? Bà ngủ mình bao lâu rồi? Bà ngủ mình bao lâu rồi? Ổng mất hả? Ổng mất hả? Ổng mất năm nay bao nhiêu năm rồi bà? 14 mà. 14 năm hả? 14 năm. 14 năm. Rồi vậy bây giờ bà không có làm gì nữa hả? Đâu có
làm gì được con hồi đó. Hồi mấy năm trước trước á. Dạ. Dì cũng đi bán cá bể bà rồi cái tới ổng mắc tới giờ thì không có đi bán được. Không đi bán luôn. Thằng là cái này bệnh nữa. Dạ. Bệnh làm sao đi đi làm được. Dạ. Có mấy cháu đứa đứa gì nè. Nhiều khi nó cho một hai chục ngàn mình ăn. Dạ. Rồi hàng ngày bà đâu có làm gì hả bà? Đâu có làm. Không có làm luôn hả? Ừ. Rồi sao mình bà mà bớ hai chén cơm? Hả? Mình bà sao bà bớ hai chén cơm? À, vì dồn lợi. Dồn lợi. Thế còn nói chuyện. Dạ. Rồi, ý là cái này là cúng ông đúng không? Ừ. Cúng ông một chén không? Ăn với cá lóc hả? Rồi tối bà ngủ đây hả bà? Bà ngủ đây là ngủ đâu? Ngủ trong đó hả? Ngủ trong đây hả? Ngủ trong buồng. Ồ, bà nay lúc mà ấy này cũng mừng thọ được 75 tuổi hả? Mừng thọ được 75 tuổi là ngày không đi làm gì hết hả? Bây giờ làm không nổi hả? Cái sự sống mà ở không còn. Còn nhất hả? Tối ngủ nhất dữ không bà? Nói chứ hả? Trời Phật cũng độ. Dạ. Không có nhức. Nhức mấy hả? Không có nhức. Vì uống thuốc thôi gì cũng giả như Phật bỏ Phật thầy rồi. Dạ. Con hết bệnh. Dạ. Con qua tai nạn khỏi. Trời Phật độ thầy. Vì thọ. Yêu cầu tao có cái nhà là bây giờ bà ước cái gì bây giờ nói còn nghe từ bà ước cái gì ước gì có cái nhà đầm đừng mọt. Ủa vì cái nhà bao nhiêu mọt hả? Mọt chỗ nào đâu? Mọt ba bốn cây mà. Giờ ý là bà mơ muốn cái nhà bà. Mà cho nó hết mọt ở đây là bị mọt ở đây hả? Mọt ở đây. Ủa cái nhà này lợp lâu cho bà mà thấy nó cũng còn mấy cây nó cũng còn đẹp vậy. Tối bà ngủ ở đây hả? Dạ. Mấy giờ hả? Ờ đúng rồi mấy cái cây này nó quấn bà cô chú anh chị bạn là bị mọt hả? Là bị mọt. Mọt trên cái kèo đó. Dạ. Là bà ước có làm lại cái chỗ đó cho nó đừng có mọt đúng không? Ừ. Cái chỗ này bốn cái cây kè dạ. Trên này. Dạ. Bị nó lâu rồi. Lâu à? Nó lâu. Dạ. Bốn cây kè ở trên này nè. Dạ. Bằng đêm mình nó mọt ăn nó xuống cái nó. Nó xa xuống. Dạ. Có gió. Rồi bà có nói cái đó với con mà không? Nói cái nhà mình bị mọt không? Nói không? Mà có nói không? Có nói mà cũng không có sửa cho bà. Khổ không con. Khổ hả? Ý là con không có khá giả. Giờ bà ăn đi bà. Rồi một ngày bà ăn cơm mấy bữa bà? Hai bữa. À, con bà có người nào ở gần đây không? Có con nhỏ nào kia giờ à. Con gái khá không? Cũng đủ ăn đủ xài. Đủ ăn đủ xài cũng mà chồng nó cũng chết rồi. Dạ như là gì không có ba còn có thằng có đứa con trai với đứa con gái à. Dạ đứa con gái gia đình nó thì ở đẳng. Dạ rồi ở mà này lâu lâu lại thầm. Nơi thầm. Dạ mà tóm lại con mà không có người nào mà khá hết ha. Thiệt con ơi. Dạ. Làm như tao mà không có cái gì giữ toàn thì không dạ. Có đứa nào cả. Dạ. Con đông ha. Và tới 6-7 người con là hả? Ừ. Nhưng mà không có người nào khá hết. Ừ.
Vậy lợi thăm này kia chứ bà chứ đâu có ai ở với bà đâu hả? Ừ. Dạ. Cũng lâu lâu thì nó gọi con nhỏ hằng ngày nè. Nhỏ con gái. Dạ. Nó nấu cơm, nó bò con gì á. Dạ. Mà giấc tối á bà ở trong đây nè, mà nó rớt mọt xuống nhiều không? Con thấy rồi, con thấy rồi, đây trong này rồi rớt mọt. Dạ. Cái kèo kia bị mọt. Cái mà cái nhà này cắt lâu chưa bà? Mà bữa nay nó bị mọt hết à? Mọt hết trong đây vậy? Cắt lâu chưa? Để coi cái nhà này cắt lâu chưa vậy? Nhà này cắt lâu chưa? Mấy chục năm luôn hả chị? Mấy chục năm mà nó cũng như hồi ban đầu thì nó ít ha. Dạ. Hồi sau lại lặm nhiều. Còn thiết này là như mới lập đây hả? Xúm nhau làm sao không kêu làm ở sau luôn? Dạ, cái mới rồi nó cũng tốn nhiều ha, tốn tiền nhiều. Có nhà cây mà đừng mọt rồi tao ở tao không có ham gì. Bây giờ ước mơ của bà là có được cái nhà cho nó hết mọt không, mà ở sau mà nếu mà lợp hết mấy cái cây đó là cỡ nhiêu tiền bà biết không? Gì cũng không biết. Mà chắc cũng độ cũng rẻ hả chị, chứ không mắc đâu. Tại mấy cây sao không à, mấy cái dàn sao không à. Dạ. Cây bạch đằng không à. Dạ. Cây bạch đằng không à. Nhiều đây chắc cũng cái cỡ vài triệu vậy. Dạ, 20 năm ở trước còn ở được mà không? Chỉ có ở gì? Mưa dột luôn. Đó, lỗ đúng lỗ. Dạ, tầng nát hết. Còn có làm lên gì nè. Dạ, làm lên gì. Lợi cho ba đứa ba cả mới cái này được. Dạ. Ý là ước mơ của bà là lập lại mấy cái kèo này kia cho tròn trịa, đừng có bị mọt nữa không? Với mấy cái cột này nè. Dạ. Bốn cây cột. Dạ. Thì con lại đây thăm bà. Dạ, con chúc bà sức khỏe ha. Vậy cái này con up lên để cho ông bà cô chú coi có cái hướng nào mà hỗ trợ cho bà không ha. Thì cái điều đó con không hứa ha. Rồi con chào bà nha. Rồi bạn câu nữa bà. Chúc bà sức khỏe nha. Dạ dạ. Chúc con sức khỏe. Dạ. Dạ, cảm ơn bạn, chúc bà sức khỏe nha. Chị cho em hỏi cái bà bác này nè, là con khá giả không chị? Khổ không à, đủ ăn gì đó hằng ngày á. Đi bằng mướn không à? Đi bằng mướn không à, chị xác nhận điều đó ha. Giờ không có ông đắc nào luôn. Đây là nhà nào của ông bà cô chú anh chị Quang. Rồi bà cộng thêm lưng còng nữa. Đây trên đây dột hết rồi. Rồi nhà này chắc ngang mấy mét bà biết không bà? 3 mét dữ. Ngang bè bến ngữ, dài mấy mét bà? Hả? Dài mấy mét? Dài 7 mét. Dài. Không tới 7 nữa. Không tới 7 nữa. Dạ. Hả? Không có tới 7 nữa. Rồi thì cho 7 đi. 7 là 24, 21 mét vuông. Bà cho hỏi là ở đây là chỗ nào bà? Đây nè, ấp 3. Ấp 3, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. rồi cái điều ước bà là ước gì mà nói lợi lớn lên cho ông bà cô chú nghe coi. Ước có mấy cây cột nhà lợi. Dạ. Mang ơn. Dạ, mấy cậu mấy bác. Bà ước có mấy cây cột nhà lợi, mà cây cột nhà sao bà ước, nó bị cái gì mà bà ước? Cũng như là mọt lâu lắm rồi, nó mọt mấy chút. Dạ.